Thị trường cà phê Việt Nam chưa bao giờ ghi nhận mức giá cao kỷ lục như hiện nay, từ nguyên liệu cho đến xuất khẩu. Ước tính giá nguyên liệu cà phê đã tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm trước. Hiện giá cà phê tươi đã tiến đến mốc cao kỷ lục chưa từng có, trên 80.000 đồng 1 kg, gấp đôi so với đầu năm trước. Giá cà phê xuất khẩu cũng bật tăng, đạt trên 3.000 đô la Mỹ trên một tấn với cà phê Robusta, giúp toàn ngành thu về gần 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm. Kỳ tích này một phần đến từ việc cà phê Việt đã liên tục cải thiện chất lượng. Robusta, đây là một trong những cà phê tốt nhất hiện nay, nông dân làm rất là tốt cùng với liên kết với các doanh nghiệp. Thì cà phê xanh ngày hôm nay nó đã khẳng định được và nó tăng được cái giá trị từng năm. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, mức giá này còn đến từ việc mất cân đối cung cầu khi tồn kho cà phê thế giới thấp kỷ lục, buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu mua, trả hợp đồng. Căng thẳng tại Biển Đỏ cũng là chất xúc tác để giá cà phê toàn cầu đạt đỉnh. Tuy vậy, không phải tất cả các doanh nghiệp đều được hưởng lợi, thậm chí còn mất đơn hàng vì giá tăng đột ngột. Mất đi khoảng 4 cái đơn hàng quốc tế. Khi mình báo giá thì cái tình hình lúc trước giá khác, bây giờ cái giá nó tăng lên gấp 3 lần, thì mình lại báo giá theo hiện tại thì là mình bị rớt những cái đơn hàng. Mặc dù đem lại nguồn doanh thu lớn, nhưng giá cà phê tăng cao cũng gây mất ổn định chuỗi cung ứng khi tái diễn tình trạng bể kèo giữa nông dân và thương lái, giữa doanh nghiệp thu mua với nhà xuất khẩu. Ai cũng thận trọng trong một cái môi trường giá cao. Cho nên là mọi người đều cố gắng làm, nhưng mà cái volume, cái sản lượng nó sẽ giảm đi và mọi người đều phải hết sức là thận trọng. Giá tăng cao cũng là dịp để đưa cà phê Robusta về giá trị thật và khi đó, người nông dân sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cà phê, không chặt bỏ cà phê trước sự hấp dẫn của nhiều cây trồng khác.